Xin chào cả nhà, Ngọc Hiển số Hải Phòng bên em nay lại tiếp tục lên sóng cho các bạn dòng quánh các bác nhé. Quánh đi lốc bãi toàn bộ đun từ đấy, đường kính từ 13 cho đến 20 cm các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ báo chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi. Đây em vào cho các bác một em quánh này là không có vung này các bác này. Đường kính 13 sâu 8 130.000 nhé, mã số 46 này, qua hai miệng rót này. Đấy, hàng rất là dày dặn luôn. Inox dày dặn chắc chắn nha các bác, nhìn cái mép này các bác nhìn này. Đấy. Rất là dày nhá. Hàng đẹp luôn. Các bác nào thích đường kính nhỏ con này, đường kính 13 sâu 8, cái dòng đường kính 13 14 này rất là hiếm luôn này. Con này mã số 46 nhá. Tiếp theo em lên cho các bác một em đường kính 15 sâu 8, con này 170.000 ạ. Con này mã số 35. Đun từ ok các bác nhé, có vung inox này. Những cái dòng nồi này các bác mua về cho các con máy cháo, máy bột ok cực kỳ luôn đấy. Các bác nhìn này, inox sáng bóng đẹp luôn. Chân tay như mới, con này độ mới 99% luôn các bác nhé. Tem xuất Nhật này. Đây 15 sâu 8 170.000 đun từ mã số 35 này. Tiếp theo em lên cho các bác một em này nhé, đường kính 16 sâu 7 này, con này 140.000 mã số 44 này. Hàng dày dặn này. Con này có hai miệng rót này các bác nhìn nhá. Đấy. 16 sâu 7. Con này 140.000 mã số 44 này, tay cầm inox này. Chắc chắn luôn. 140.000 nha các bác nhá. Đường kính 16 sâu 7 này, đẹp xuất sắc luôn, hai miệng rót. Tiếp theo em lên cho các bác một em đường kính 17 sâu 7, con này 210.000 đun từ mã số 43 nhé, vuông thủy tinh nhé các bác nhé. Hàng hai đáy dày dặn chắc chắn nhé. Con này 210.000 ạ, mã số 43 này, đường kính 17 sâu 7 nhé, đẹp luôn ạ. Tiếp theo em lên cho các bác một em đường kính 14,5 sâu 7, con này 280.000 đun ga mã số 3 các bác nhé. 280.000 ạ. Con này nó là hàng Mỹ luôn. Đấy bác nào mà gọi là cẩn thận ấy, để dùng cái dòng hàng Mỹ này rất là tốt, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cho con cho cháu luôn này. Đấy mua về ngoái bột ngoái cháo yên tâm luôn. Hàng USA đi các bác nhá. Hàng Giver này. Chuẩn Mỹ luôn. Quay quay này, treo này. Đấy. Có vung đậy nhá. Ngoái bột ngoái cháo quá phù hợp luôn ạ. Đường kính 14,5 sâu 7, con này 280.000 đun ga mã số 3. Cái hàng Mỹ thì nó sẽ đắt hơn so với những cái hàng khác. Con này đun ga thôi các bác nhá, 280.000 ạ. Tiếp theo em lên cho các bác một con này gọi là inox nguyên khối này các bác nhìn này. Đấy. Hàng cực kỳ dày nhá, các bác nhìn cái mép nồi của nó các bác nhìn này. Dày dã man luôn. Để mà nói dùng cái này thì không biết đến bao giờ mới hỏng luôn các bác. Bền vĩnh viễn, đun từ ok. Con này đường kính 21 sâu 8 các bác nhá. 21 là em do viền sang 2m như thế này, tức nghĩa là gọi là phủ bì. Nhưng con này thì vì nó dày ấy, mép nó rất là dày, thực tế nọt lòng nó tầm được khoảng 18-19 các bác nhá. Phủ bì nó là 21. Sâu 8 con này 400.000 các bác này, mã số 5 này. Dày dặn chắc chắn. Con này dùng đúng là vĩnh viễn luôn đấy ạ. Inox nguyên khối các bác nhìn nhá. Inox nguyên khối. Dùng cái dòng này các bác vệ sinh rửa ráy cũng rất là dễ. Đấy, nó không có những cái khớp của dòng nồi hai đáy, vệ sinh rất là rửa ráy rất là dễ luôn. Này 400.000 nhá, mã số 5 ạ. Tiếp theo lên cho các bác một em đường kính 19,5 sâu 10, con này 300.000 đun từ mã số 8 này các bác này, vuông inox nhá. Đây hàng hai đáy này. Con này 300.000 ạ, đun từ mã số 8 nhá. Đường kính 19,5 sâu 10. Toàn những siêu phẩm thôi các bác, hàng tuyển chọn. Tiếp theo em lên cho các bác một em này nhé. Đường kính 21 sâu 10, con này 340.000 đun từ mã số 6 này. Đây các bác nhìn này. Hàng Petco này. Đây là xốp nha các bác nhé. Hàng inox hai đáy dày dặn luôn.
Đấy, các bác nhìn cái viền này rất là dày luôn nhé các bác nhé. Con này đường kính 21 sâu 10 340.000 đun từ mã số 6 các bác nhé. Này dày đẹp chắc chắn này các bác nhìn này. Đấy, cái quánh rất là đẹp luôn, bền vững viễn luôn. Cái dòng quánh nó to to này các bác về rang thôm, rang tôm, rang thịt, cái dòng gọi rang để rang khô, rang cháy. Các bác dùng những cái giày đấy, mình đun nó không bị sát đáy. Tiếp theo lên cho các bác một em quánh 15 sâu 8, con này 130.000 đun từ mã số 41 các bác nhá. Đấy, những cái lồi mỏng mỏng như thế này các bác về đun nước pha mì tôm nấu rất là nhanh luôn này. Đấy, nó phù hợp, cầm rất là dễ luôn, chắc chắn luôn này. Nhanh gọn nhẹ đơn giản. 15 sâu 8 có 130.000 đấy ạ. Mã số 41 nhé các bác nhé. Tiếp theo em lên tiếp cho các bác một em 15 sâu 7,5, con này 180.000 mã số 45 các bác nhé. Hàng hay đáy, dày chắc chắn, tay chân sạch đẹp này, không vỡ, không nứt, không oxy hóa này. Đây bên trong nóng rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn, vuông inox này. 15 sâu 7,5 180.000 vuông chuẩn lồi luôn. Để những cái vùng mà lắp vừa khít khít những cái mét như này, nó thường nó phải bắt buộc nó phải chuẩn. Đó, nhìn chưa? Không bị lệch lạc bất kỳ chỗ nào luôn. Con lỗ thông hơi này. Con này 180.000 mã số 45 nhá. Đó là thích những quánh bé thì chốt trong buổi live ngày hôm nay rất là nhiều quánh nhỏ các bác nhá. Theo em lên cho các bác một em này đường kính 19 sâu 10, con này 280.000 mã số 33 nhá các bác nhá. Con này hàng hãng này. Tay khắc chữ này. Vùng vlog nha các bác nhá. Hàng rất là dày dặn chắc chắn luôn, 280.000 mã số 33. Hàng mỏng đáy nhưng mà cực kỳ dày nha các bác nhá. 19 sâu 10 280.000 ạ. Mã số 33 nha các bác nhá. Tiếp theo em lên cho các bác một em 19,5 sâu 9 này các bác này. Con này 290.000 mã số 36 này các bác này. Những cái dòng nồi này nặng nó tầm quánh này nó nặng tầm 1 cân hơn 1 cân nha các bác nhá. Hàng dày dặn chắc chắn luôn. Đấy, hàng inox một đáy. Rất dày luôn. 19,5 sâu 9 290.000 mã số 36 các bác nhá. Tiếp theo lên cho các bác một em nồi này đường kính 19,5 sâu 11, em này tương đối là sâu thành này các bác nhìn này. Đấy, em này mã số 9 320.000 nhá. Vung inox này 320.000. Mã số 9 các bác, lồi rất dày luôn. Đây hàng này. Rê ra này. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Hàng dày nhé các bác nhé. Cam kết các bác là hàng dày. 19 sâu 11 320.000. Hàng dày cầm rất là lặng luôn. Luôn từ mã số 9. Tiếp theo lên cho các bác một em đường kính 20 sâu 10 này. Con này 300.000 luôn từ mã số 42 nhé các bác nhé. Hàng dày luôn các bác nhé. Tất cả ngày hôm nay em lên toàn bộ là hàng rất là dày nhé các bác nhé. Hàng một đáy và hàng hai đáy thì nó cũng rất là dày luôn. Một đáy như bên trong nó là cái dạng gọi là hai lớp. Các bác yên tâm nhé. Dùng yên tâm luôn. Hàng dày dặn chắc chắn, sạch đẹp, chân tay không bị oxy hóa vỡ nứt này các bác nhìn này. Con này 20 sâu 10, 300.000 mã số 42 nhé các bác nhé. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác lấy từ 4 chiếc em bao ship nhé các bác nhé. Tiếp theo 19,5 sâu 9, con này 290.000 mã số 38 này các bác này. Yên tâm hàng dày dặn chất lượng. Tất cả những em mà giá rơi vào tầm từ 250 trở lên ấy thì các bác yên tâm là hàng rất là dày luôn. Đấy. Yên tâm là hàng cực kỳ là dày luôn. Tiền nào của đấy các bác nhá, vì bên em bán hàng theo cân. Cứ hàng đắt tiền nó là hàng dày và lặng. Đấy. Bác nào thích hàng dày lặng thì tất cả anh em đắt tiền đấy là hàng dày và hàng lặng. Em này 290.000 đường chính 19,5 sâu 9 mã số 38 nhé. Hàng dày dặn chắc chắn luôn các bác nhé. Tiếp theo em này, này Wonder Chef này. Đấy, chuẩn Nhật luôn. Đường kính 19 sâu 8 210.000 mã số 39 các bác nhé. 39 này. Hàng hay đáy này. Rất là mới luôn, inox mới sáng bóng luôn các bác nhìn này. 210.000 mã số 39 ạ, đường kính 19 sâu 8. Tiếp theo lên cho các bác em này đường kính 18,5 sâu 9, con này mã số 32, con này 300.000 các bác nhá. Kinh hàng siêu dày lặng luôn. Con
lồi VV này, gọi là inox, gần như là inox nguyên một khối đấy các bác nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn. Cho dòng này dùng không biết đến bao giờ hỏng luôn các bác này. 18,5 sâu 9 300.000 mã số 32 nhá các bác nhá. Tiếp theo lên cho các bác con này. Đường kính 19,5 sâu 9, con này cũng 290.000 mã số 37 nhá. Vuông đẹp chưa? Hàng một đáy. Một đáy nhưng mà hàng nhiều lớp, dày dặn chắc chắn nhá, cực dày luôn. Cầm cái quánh để mà nói cầm một tay chỉ cầm được một lúc thôi các bác nhá. Cầm lâu mỏi rời tay luôn đấy. 19,5 sâu 9 290.000 mã số 37 này. Đẹp luôn, xuất sắc luôn. Các bác lấy từ 4 chiếc em sẽ bao ship cho các bác nhá. Còn lâu dưới 4 chiếc, 3 chiếc, 2 chiếc, 1 chiếc thì em tính đều đồng giá cho các bác, là đi đơn là 30.000. Còn đâu thiếu đâu bên ship em hỗ trợ các bác nhá. Tiếp theo một em đường kính 17 sâu 10 210.000 đun từ mã số 34 nhá các bác nhá. Vuông thủy tinh này. 210.000 các bác nhá. Đẹp chưa? Tiếp theo một em đường kính 20,5 sâu 9, con này 300.000 mã số 40 các bác nhá. Con này rất là rộng luôn đấy, rất là rộng luôn, cái miệng nó rộng này. Đấy, nó không phải hình V vào, hình nó hình tròn đều từ trên xuống dưới. Hàng dày dặn, có hình quả chám này. Dày dặn chắc chắn luôn nhá các bác nhá. Lặng cực kỳ luôn đấy. Này 300.000 này, mã số 40, đường kính 20,5 sâu 9 này. Tiếp theo em lên các bác em cuối cùng nhé. Con này đường kính 20 sâu 10, con này 320.000 đun từ mã số 7 này. Vung thủy tinh này các bác nhìn này. Nhìn con này. Cái phần tay cầm này, họ làm cái đinh tán rất là chắc luôn các bác nhìn này. Cái đinh này không bao giờ rời dụng được này. Hàng chuẩn Made in Japan, dung tích 2 lít này, đun từ IH này. Hàng đẹp luôn các bác nhé, cực dày luôn. 320.000 đường kính 20 sâu 10, đun từ mã số 7. Các bác được nhận những cái dòng này ngày hôm nay nhé. Toàn bộ hàng siêu dày các bác. Rồi bác nào lấy mã nào thì chụp màn hình hoặc là đọc mã gửi cho em qua số điện thoại 0934230664. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau.